người ta lại để đồ ở đây mà đi rồi. Người tớ xem nào. Cậu ơi, trông mấy cái hộp này như kiểu là mấy cái hộp quà ấy nhỉ. 1, 2, 3, 3 người, 3 hộp quà. Wow. Sao ai lại mang quà đến cho bọn mình nhỉ? À, tớ biết rồi. Hay là ông già Noel cậu nhỉ? What? Mà nhìn trên các hộp quà này cậu ơi, một cái mặt của vô diện này, còn đây là mặt của Doraemon. Còn đây là một cái bát. Wow, nhưng mà trên mấy cái hộp này bát gì hải sản ấy? Bát như kiểu là bát canh ấy. Nhưng mà trên mấy cái hộp này có ghi tên ai đâu mà biết là hộp nào cho ai nhỉ cậu nhỉ? Thế bây giờ hay là bọn mình tự chia nhau đi. Tự chia à? Thế thì tớ lấy cái hộp to nhất. Hộp này của chị. Của em. Của chị. Thì em thèm á. Đấy, to nhất phải là của chị chứ, mà chị thích cái nhân vật này lắm đây. Doraemon. Wow. Hộp to chắc chắn là sẽ có quà to ở trong này. Bây giờ tớ mở ra trước nhá. Thế được rồi, còn hai cái hộp này thì anh cho em cả cái hộp này. Còn anh sẽ lấy cái hộp này. Hộp này trông có vẻ là đồ ăn đấy. Tớ rất thích đồ ăn. Để em mở hộp này trước. Em có biết mở không? Mở như nào? Đấy đúng rồi, em cam mở đấy ra. Kéo mạnh ra. Không mở được à? Là không được quà đâu nha. Cái gì đấy? Wow. Cái gì thế này? Cá mập. Sao hộp quà này là con cá mập nhỉ? À là vua đây. Đang quỳ xuống nào. Đức vua vạn tuế. Để em cam. Đức vua chào đi kìa. Tại đứng ngay ra thấy là anh nhìn thế nào. Ông này vua thà là có không nhìn thấy anh đang ngồi trên một chiếc ngai vàng đấy à? Ngai này toàn vàng không ấy. Wow, bên trên chiếc ghế các cậu nhìn kìa, có hai con sư tử luôn. Mà bên dưới này có đầy các đồng tiền vàng. Em Cam mà không quỳ xuống, anh sai người hầu của anh đang cắn cho em Cam một trận đây. Đây là người hầu của anh đây này. Wow, đây là người hầu của cậu á? Đúng rồi. Con cá voi siêu to khổng lồ. What the hell? Không phải cá voi. Không phải cá voi đâu. Đúng rồi, đây không phải cá voi đâu. Cậu nhìn ấy, răng nó nhiều như thế này này. Răng sắc như thế này nó cắn là thì đau lắm. Đây là con cá mập mà. Nhưng mà tại sao cá mập lại có chân vậy? Hả? Này các bạn ơi, con cá mập này nó có 4 cái chân. Mà móng chân của nó vô cùng sắc nhọn luôn. Bình thường tớ tưởng cá mập chỉ có vây thôi chứ, tại sao nó lại có chân vậy? Vây ở trên đây này. Đây là cá mập của vua, thế nên mới gọi là con quái thú. Nó vừa bơi được ở dưới nước, sau đó còn chạy được cả trên bờ nữa cơ. Nào, cá mập ngoan, bao giờ kia đuổi theo em Cam đi. Đuổi nhanh lên. Ui, 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 Nhím ơi, con cá mập đang đuổi theo em Cam rồi. Em Cam biết lỗi rồi, cậu bảo con cá mập dừng lại đi. Này, 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 Cam ơi, Cam, tỉnh. Em bị làm sao đây? Mà em Cam cứ bảo là đừng đuổi tôi như thế nào? Hả? Ai đuổi em Cam à? Con cá mập sợ lắm chị ơi. What? Em không lấy con cá mập này đâu. Chưa gì mà đã không nhận quà rồi. Không nhận quà thì kệ em, anh mở hộp quà của anh đây. Hộp quà này của mình là cái gì nhỉ? Sticker á? Đây chắc chắn sẽ là một món ăn rất là ngon. Bởi vì cái hình vỏ hộp này nó ngon như thế cơ mà. Wow, sao này cái gì đây? Có phải món ăn không? Con bạch tuộc. À, tớ biết rồi, đây là cái kẹo bạch tuộc. Mình lại xuống đâu nữa đây? Wow, chúng mình lạc vào vương quốc của các bạn bạch tuộc rồi. Ở đây. Chiếc xúc tu khổng lồ này. Ôi, riêng cái mút bám của nó đã to hơn cả đầu cậu rồi này cậu ơi. Nhìn này, đầu tớ bé tị 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 luôn. Nhìn cái xúc tu này. Một con bạch tuộc màu da cam. Nó có nhiều xúc tu lắm. Ở kia cũng có kìa cậu ơi. Chứ cũng có kìa cậu. Nhìn này, cái con bạch tuộc này nó còn đang quấn vào một cột hải đăng này cậu ơi. Nó to thế này, nó bẻ gãy ở cột hải đăng kìa. Cột hải đăng thì thường ở dưới biển, mà ở trên biển thì lại có con thuyền. Nhìn phía sau cậu kìa, đúng là có một con thuyền này. Nhưng mà phía trước con thuyền như kiểu nó đang bị bênh lên đi. Mình chạy ra xem đi. Cậu ơi, nhìn này, một con cá mập đầu búa. Nhưng mà cũng bị các cái xúc tu. Mấy cái xúc tu của con bạch tuộc này nó quấn vào người này. Này. Cá mập cầm bố này to như thế này là cá mập ổ đây, mà cũng bị con bạch tuộc khổng lồ này nó bắt được cậu ơi. Thế thì chứng tỏ những cái con bạch tuộc này cũng là những con bạch tuộc xấu đây. Ui, bên này cậu ơi, con bạch tuộc siêu to khổng lồ này. Ui, bây giờ mới nhìn thấy cái mặt của nó này, vừa nãy chỉ toàn nhìn thấy xúc tu. Mắt của nó kìa, dữ tợn chưa? Đây là một con thuyền, nó đang đánh đắm con thuyền này đấy cậu ơi. Nhưng Nhím ơi, tớ phát hiện ở xúc tu của nó đang dính cái gì bên dưới kìa.
Úi dồi ôi, đây là những cái xúc tu của nó này. Nó đang mút chặt vào một cái xe này cậu ơi. Hình như là nó bắt chặt cái xe này luôn. Ôi, con bạch tuộc này thật là bạch tuộc xấu xa cậu ơi. Tớ phải cứu cái xe này ra thôi. Này, bỏ xúc tu ra. Như này. Phải cứu ra xe này. Tớ lấy được rồi này. Ôi, nhím ơi. Cậu làm con bạch tuộc nó giận dữ rồi kìa. Mắt nó đang đảo đảo lườm cậu kìa. Hình như do cậu cứu chiếc xe ra. Vừa nãy tớ nằm mơ có mấy con bạch tuộc khổng lồ cậu ơi, xong rồi nó chuẩn bị nó bắt tớ thì tớ tỉnh lại, ủi sợ quá. Eo ơi, thôi tớ cũng chả thèm lấy cái con bạch tuộc này đâu, ghê lắm. Thế thì liệu tôi có dám mở món quà này ra không nhỉ? Quà của cậu là Doraemon, hay cậu cứ thử mở ra xem bên trong nó là gì. Biết đâu lại bảo bối Doraemon tặng tớ nhỉ. Tớ thử mở ra nhá. Cái này là cái gì? Đây không phải là một con cá mập, mà là một con cá ăn thịt. Lần này mình lại đến đâu đây? Quái vật. Đây là quái vật đó cậu ơi. Wow, nhìn như nàng tiên cá. Không phải nàng tiên cá đâu. Tiên cá thì ở dưới là một cái đuôi cá. Còn đây, còn đây là... như một cái đuôi chăn thì đuôi luôn. Đúng rồi đây, nhưng mà một cái đuôi rắn lên nó dài thế này cơ mà. Xong rồi trên đầu, nhiều rắn chưa? Bà này hình như là thần rắn cậu ơi. Mà nhìn đằng sau cậu kìa, có một con cá to khổng lồ. Wow, con cá này to thật. Hình như đúng là chúng mình là một thế giới cá rồi Nhím ơi. Thì hộp quà của cậu là một con cá mà lại. Một con cá. Ô, bên này cũng có những dải san hô này, đẹp chưa? Wow, cá ơi, nhiều san hô chưa này. Đó là không chị. Ui ôi, kèm ơi, san hô này cũng là một loài động vật đấy. Không ăn được đâu, không ăn được đâu. Đi ra đi. Trên tay cái ông thần này á, đây là cây đinh ba này, cậu ra đây mà nhìn. Đây chính là cây đinh ba đấy. Ông này là ông thần biển đấy, Poseidon đấy. Cây đinh ba này có ba cái mũi nhọn này này. Bình thường á, ở trên cạn người ta hay dùng kiếm, còn mấy cái ông ở dưới nước này là hay dùng đinh ba. Đinh ba để đâm con cá ấy cậu ạ. Tay này á. Ồ, đúng rồi này Trang ơi. Bên tay này của ông ấy có cái gì này? Một khẩu súng. Một khẩu súng à? Thế ông thần này ở dưới nước mà ngoài dùng đinh ba ra thì dùng cả súng à cậu? Hay nhỉ? Một khẩu súng, khả năng cao đây là súng nước cậu ơi. Để tớ thử sử dụng khẩu súng xem có bắn được không cậu nhá. Ô, phía trước tớ nhìn thấy có con cá gì mà trông giống như cái con cá mà tớ được tặng đi cậu ơi. Một con cá với một cái bóng đen ở phía trước và hàm răng sắc nhọn. Để tớ thử bắn vào cái bóng đen đi nhá. Một con cá có một cái đèn ở trên đầu các cậu ơi. Chúng mình phải đi thật nhẹ nhàng thôi nhá. Hình như nó đang ngủ các cậu ơi. Ô Trang ơi, con cá hình như nó cử động được kìa. Nó bắt đầu tiến đến chỗ cậu kìa. Chạy thôi. Ôi Nhím ơi, Trang ơi, cứu tôi với. Con cá này đang đuổi tới rồi. Trang ơi, tỉnh lại đi. Thấy chưa, bây giờ tới lượt cậu bị mê sảng chưa? Ui, sợ quá. Tớ mơ bị một cái con cá ăn thịt nó đuổi cậu ạ. Con cá ấy chính là cái con cá này này cậu ơi. Trong giấc mơ, tớ cầm một cây súng zombie. Oai Phong ơi nào Oai Phong. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn không chiến thắng lại được nó cậu ạ. Ui, thế mấy cái hộp quà này kỳ lạ thật đấy. Cứ ai mở ra cái gì là sẽ biến vào trong giấc mơ cùng với cái đồ vật đấy. Nhưng mà toàn bị cái con vật ở trong đấy nó rất là hung dữ và nó đuổi mình thôi. Những cái hộp quà này. Thôi, em Cam ơi, đừng chơi nữa, nhả ra đi. Eo ơi, sợ lắm. Em Cam này cắn cái con cá này đấy. Cái thằng đấy. Tôi sẽ cho những con cá này vào trong chiếc hộp và giả lại họ đi. Đúng rồi đấy,